bà xã tôi ngã hai lần, một lần chơi 3 tháng. Ông Hữu Hùng này là phải vờ là treo lên là cái sửa sang với sắp đặt lại mấy cái lò hoa với cái gì ngã một cái. Tôi nói ông là gần đất xa trời đó ông ạ. Hôm nay tôi về ông Trung Hải là đến thăm ông ấy, lưng thì tím này, đít thì thâm này, nhưng mà không gan gì, nói chung là đầu óc vẫn sáng láng này, vẫn cười tươi đây này. Đấy, thành là cũng may. Tôi nói là về cái chuyện gần đất xa trời rồi mà lại cứ thích leo lên trời là cũng có được đâu. Thôi bây giờ là phải cảnh giác, nói cho tất cả các bạn nhá, không có leo trèo cao làm gì, cũng phải bắt ghế để đứng khập khiễng làm gì. Nó rơi một cái, có làm gì làm thâm thấp thôi nhá. Rơi lên giường thế là coi như nằm lăn đùng cái là ok rồi, thế nhá.